Chào bạn, hôm nay ngày 11 tháng 9 năm 2023. Shop Hương My xin giới thiệu mẫu Bloodline Tây Ngàn, khung sườn nhôm, cột nhôm ghi đồng bô tăng cổ viền nhôm. Xe được trang bị cấu hình là 3 đĩa và 9 lip. 3 đĩa và 8 lip chứ, nhầm. Giá xe đang được bán với giá 5.200.000 bao ship Bloodline Tây Ngàn. Hôm nay mua con này công ty đang có khuyến mãi 5.200.000, tặng cho các bạn một bộ lục giác để về nhà canh chỉnh xe nha các bạn nha, riêng mã Bloodline. Cái này công ty tặng chứ không phải em tặng. 5.2 tay đề tay thắng Shimano, các bạn sẽ được tặng một bộ lục giác trị giá trên 100.000, ghi đồng bô tăng nhôm Bloodline. Sẽ được trang bị cấu hình là 3 đĩa. Và 8 lip Bloodline Tây Ngàn. Sườn nhôm. Mối hàng dãy cá và dây âm sườn. Cột là cột liền sườn Bloodline Tây Ngàn. Giá 5.2 bao ship. Con này em đang có size F và size M. Bloodline Tây Ngàn, phiên bản sản xuất dành cho thị trường Thái Lan. Ngàm thắng gom Zeta, cột Bloodline, niền nhôm Alestrim, bánh trước, bánh sau, dùng ti bọt tháo mở nhanh, ti bọt Shimano luôn. Ngàm thắng gom Zeta, giá 5.2 bao ship, mà tặng cho bộ lục giác luôn nha các bạn nha. Nếu mua ngày hôm nay, còn ngày mai là không được cho các bạn nha. Còn ai biết, tự nhiên công ty sáng sớm nói tặng nay mua xe sẽ có được tặng bộ lục giác, còn lý do mình đâu biết, tặng sao thì mình báo lại cho các bạn vậy nha. Bloodline cổ viền nhôm, viền Bloodline khóa cổ viền, ngàm thắng gom Zeta. Bloodline Tây Ngàn. Xe sử dụng khá nhiều đồ Shimano, tay đề tay thắng Shimano, ti bọc Shimano, ba món rồi, cùi đề đĩa Shimano, cùi đề lip Shimano, giò dĩa Shimano, cái lip Shimano, 7 món đồ Shimano, 5.2 đùm sao Shimano, 8 món đồ Shimano, quá tuyệt vời. Tay đề tay thắng là món thứ nhất thứ nhì, ti bật là món thứ ba, cùi đề đĩa là món thứ tư, giò dĩa là món thứ năm, cùi đề lip là món thứ sáu, lip thả 8 là món thứ bảy, đùm sao Shimano là món thứ 8 món. Giá 5.2 quá tuyệt vời, và được tặng bộ lục giác nữa bạn. Mua ngày hôm nay nha bạn nha, mua ngày mai không được tặng, lý do đâu biết. Cho công ty hôm nay cũng ngày đầu tuần, khuyến mãi ngày đầu tuần cũng tào lao, khuyến mãi ngày đầu tuần nha các bạn nha. Lip hạ 8 tầng Shimano, 3 đĩa và 8 lip. Đùm sao là đùm Shimano luôn nha các bạn nha, đùm sao Shimano. Giá 5.2. Niền nhôm niền cao 4 phân nha các bạn nha, niền cao 4 phân. Ti bật trước sau ti Shimano, niền nhôm niền cao 4 phân. Vỏ xe được trang bị vỏ 700x23, vỏ 700x23. Vỏ xe là 723. Van vòi van hạt gạo, vỏ là Kenda 723 của Kenda. Hàng dùng tạm được. Cái nào được mình nói được nha các bạn nha. Kenda hàng dùng ổn thôi. Ngàm thắng gom Zeta, đầm sao Shimano siêu chớn, ti bật Shimano luôn. Giá 5.2, tên con xe thương hiệu con xe Bloodline Tây Ngàn, có chân chống kèm theo cho các bạn luôn. Chiếc này công ty khuyến mãi giữ, xe thì được có chân chống nè, có bộ lục giác,
giá vẫn 5,2 triệu. Chuyến trước là không có chuyến trống nha các bạn nha, chuyến này có chuyến trống cho các bạn luôn. Lách lại tay ngang, khi mua xe sẽ được tặng bộ lục giác cao cấp chứ không phải ba lục giác cái dặn dặn vô hư mẹ xe ra của ông ta nhớ bạn nha. Tặng bộ lục giác cao cấp cho bạn xài đàng hoàng. Lắp lai là thiên về độ bền đó bạn, nên họ thiết kế và họ tặng đồ rất là tuyệt vời. Shimano 3 đĩa và 8 tầng lít Shimano 38. Lách lai tay ngang, giá xe 5,2 triệu. Sườn nhôm và đi dây âm sườn. Màu sắc con xe là màu đen đỏ. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Blacklight tay ngang 5,2 triệu chiếc nha các bạn nha. Lip thả 8 tầng Shimano, cùi đề lip là Shimano Antus 3 đĩa và 8 lip. Bánh siêu chớn, tép độ chớn cho các bạn xem nha. Em đổi chân trống nha các anh chị nha. Anh đang kéo bịch rác lại giùm em, cái anh đang mất vệ sinh quá. Em test đồ chớn nha các anh chị nha. Có nhiều bạn nói tại sao không quay bạo lực mà không cứ quay thua người ta làm chi. Rồi làm sao người ta biết được đồ chớn, nên hôm nay em quay bạo lực cho các anh chị nha. Em đang kiếm mới mà. Mới mới vậy đâu. Em quay bằng ngón tay đỏ trong tay. Địa chỉ mua hàng 184/8 Nguyễn Văn Lượng, phường 17, quận Gò Vấp. Số điện thoại mua hàng 0937009995. Lách lai tay ngang 5,2 triệu chiếc. Video này nè, hôm nay em định là test độ chớn giữa Campagnolo xịn và Campagnolo dởm, hay gọi là copy á. Thì nếu mà các bạn đồng ý, các bạn cho mình mấy lượt like video. Nếu mà trên 20 lượt like video, em sẽ quay độ chớn Campagnolo xịn và Campagnolo dởm test cho các anh chị coi. Video này nếu mà được 20 lượt like, em cần đăng ký, em chỉ cần các anh chị like video được rồi. Like để chi, để em biết tôi cũng thích coi thử coi thằng xịn là thằng dởm nó như thế nào, tôi cũng thích coi. Thì nhân cơ hội quay con này em sẽ hỏi các bạn, nếu các bạn thích thì em sẽ làm test độ chớn, em gắn cặp bánh Campagnolo xịn và cặp bánh Campagnolo hàng copy test độ chớn cho các bạn coi, coi hàng copy và hàng xịn nó hơn nhau gì nha các bạn nha. Còn nếu các bạn không thích thôi,